Ờ, nếu như các bạn uh, đi học ở các trường đại học thì người ta thường dạy cái tại sao tức là dạy cái nguyên lý và còn nếu như bạn học cái trung cấp thì người ta thường dạy cái làm như thế nào tức là dạy từng việc làm cụ thể và theo những bản năng thì những nhà đầu tư khi bắt đầu bước chân vào thị trường bất động sản họ đều cố gắng học cách làm như thế nào để gì ạ để tìm ra những bất động sản làm như thế nào để điều tra bất động sản làm như thế nào để định giá bất động sản nhưng người ta không bao giờ đi tìm hiểu và trả lời câu hỏi đó là tại sao chúng ta nên làm như thế và khi các bạn có được những cái kiến thức nền tảng tức là các bạn có được những nguyên lý gốc và khi các bạn có được những nguyên lý gốc thì cái cách các bạn từ duy dập phần ngọn và xử lý từng phần ngọn của vấn đề thì nó hoàn toàn là đơn giản